Xin chào quý vị khán giả của Việt TV. Kính thưa quý vị, việc nguyên thủ quốc gia của một nước tư bản xin từ chức không phải là việc quá hiếm. Nhưng việc từ chức của cả một chính phủ có lẽ ít xảy ra hơn nhiều. Vấn đề ở chỗ là chính phủ nước đó từ chức vì lý do gì? Hay nói đúng hơn là nguyên nhân căn bản của nó là gì? Giới truyền thông đã liên tục đưa tin chính phủ của ông Rutte thuộc Đảng Nhân dân Tự do và Dân chủ VVD của Hà Lan đã đệ đơn lên nhà vua Alexander xin từ chức. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số góc trong video ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, lý do duy nhất để chính phủ Hà Lan đương nhiệm xin từ chức đó là vấn đề người nhập cư, chủ yếu là người nhập cư Ukraine. Đây là nội dung cốt lõi gây tranh cãi tại cuộc họp liên minh hôm 7 tháng 7 năm 2023 tại nghị trường nước này. Đó là việc chính phủ đương nhiệm đề xuất hạn chế giới hạn số lượng người thân đi theo người tị nạn. Có nghĩa rằng Hà Lan chỉ nhận người tị nạn, còn người thân đi kèm theo thì không được. Bởi vì việc này đã khiến cho Hà Lan đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhà ở trầm trọng. Tuy nhiên là Đảng Liên minh Cơ đốc đã phản đối đề xuất này của chính phủ đương nhiệm với lý do như vậy thì sẽ chia rẽ gia đình của họ. Và lý do này chúng ta thấy sai sai bởi vì người tị nạn lại kèm theo vài người thân đi cùng sẽ dẫn đến số lượng tăng đột biến. Nhưng đảng đối lập vẫn phản đối và thưa quý vị, theo VietTV thì chủ yếu với mục đích là gây khó khăn cho chính phủ đương nhiệm. Chính phủ của ông Rutte nhận thấy Hà Lan sẽ không giải quyết được vấn đề nhà ở cho người tị nạn nếu như số lượng người tị nạn vẫn tăng lên. Trong năm 2022, Hà Lan đã nhận được 46.000 đơn xin tị nạn và Hà Lan cũng đã tiếp nhận khoảng 95.000 người Ukraine. Một số lượng không phải nhiều so với các nước châu Âu khác, nhưng thực tế nó đã là gánh nặng thực sự cho đất nước có 18 triệu dân này. Rõ ràng vấn đề người nhập cư Ukraine đang là một gánh nặng cho các nước châu Âu. Đối với những nước thiếu nhân lực lao động thì có thể tận dụng được một chút khi mà người nhập cư tới. Nhưng riêng đối tượng nhập cư là người Ukraine thì chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em. Bởi Ukraine đã cấm nam thanh niên di chuyển ra khỏi biên giới để phục vụ cho quân đội. Vì vậy, cần ngân sách rất nhiều để chi trả cho đối tượng người nhập cư ồ ạt này. Bà Bộ trưởng Nội vụ Đức, bà Nancy đã kêu gọi các nước châu Âu nên làm nhiều hơn để giảm áp lực từ các quốc gia thành viên đã tiếp nhận số lượng người Ukraine rất lớn. Bà này còn cho biết cần phải có sự phối hợp tốt hơn giữa các nước EU nếu như tình hình chiến sự ở Ukraine tiếp tục leo thang và gây ra làn sóng di cư mới. Bà Bộ trưởng Nội vụ Đức này không biết rằng chiến tranh đã và sẽ còn leo thang bởi vì Mỹ và châu Âu vẫn liên tiếp bơm vũ khí cho Ukraine. Chúng ta có thể nói làn sóng người tị nạn đến châu Âu đang là gánh nặng cho chính mình là điều được tiên đoán trước. Có nghĩa rằng họ chính là thủ phạm và bây giờ họ là nạn nhân. Làn sóng di cư vào châu Âu đã tạo ra những bất ổn đáng kể trên tất cả các phương diện chính trị, kinh tế, xã hội đối với người dân châu Âu. Đầu tiên đó là sự hỗn loạn về an ninh trật tự xã hội của một quốc gia, nhất là tại khu vực cửa khẩu biên giới và hệ thống đầu mối giao thông. Thứ hai đó là khủng hoảng. Di cư đã tạo ra gánh nặng kinh tế đối với hầu hết các quốc gia châu Âu, nhất là trong bối cảnh lạm phát và giá cả đang leo thang làm cho chính những người dân bản địa đã phải hết sức khó khăn trong cuộc sống, giờ lại phải gánh thêm số người tị nạn. Cái thứ ba đó là áp lực từ làn sóng di cư đến châu Âu đã khiến cho những cái người bất đồng về chính trị trong nội bộ của EU ngày càng sâu sắc hơn. Và chúng ta hãy tìm hiểu một vài con số người tị nạn Ukraine ở một số quốc gia để so sánh số liệu người tị nạn này ở các quốc gia so với Hà Lan. Riêng Ba Lan đã tiếp nhận khoảng 1,5 triệu người tị nạn của Ukraine, Tây Ban Nha khoảng 160.000 người, Đức tiếp nhận hơn 1 triệu người. Và theo bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ này thì cứ có 10 người di cư tới Đức thì có 8 người là người Ukraine. Rõ ràng là cái con số người tị nạn tới Hà Lan thấp hơn nhiều so với Đức và Ba Lan. Vậy nhưng nó đã gây ra khó khăn cho chính phủ đương thời phải từ chức vì không giải quyết được vấn đề nhà ở cho người tị nạn.
Theo số liệu do Liên Hiệp Quốc công bố, đã có khoảng 8 triệu người Ukraine đã trở thành người di cư do chiến sự, và trong số này thì có khoảng 4,8 triệu người xin được tạm trú tại EU. Còn theo hãng thông tấn của Nga TTSS dẫn lời các nguồn an ninh cho biết, riêng Nga đã tiếp nhận khoảng 5,2 triệu người di cư từ Ukraine, trong đó có khoảng 730.000 trẻ em kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu nổ ra. Có khoảng 4.000 người từ Ukraine tới lãnh thổ của Nga mỗi ngày. Đã có 987 cơ sở nhà ở tạm được lập ra cho người di cư, có nghĩa rằng số lượng người Ukraine sang Nga lớn hơn nhiều số lượng người Ukraine đến châu Âu. Trong việc này, Tòa án Hình sự ICC đã cáo buộc Nga di chuyển bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang Nga. Sau đó, Đại sứ quán Nga tại Liên Hiệp Quốc nói Nga sẽ đưa các em nhỏ được sơ tán khỏi vùng xung đột trở về Ukraine khi đủ điều kiện an toàn. Dạ vâng, và thưa quý vị, là ngài Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc còn giải thích thêm là chúng tôi muốn bảo vệ các em nhỏ khỏi mối nguy hiểm mà hoạt động quân sự có thể gây ra. Vấn đề là trẻ em bị cưỡng ép đưa ra khỏi Ukraine là hoàn toàn bị thổi phồng. Nga cũng cho biết việc sơ tán trẻ em khỏi khu vực chiến sự là theo thể thức ARIA của Hội đồng Bảo an. Có nghĩa rằng việc Nga đưa trẻ em khỏi khu vực chiến sự là theo đúng luật. Và tuy nhiên thì Mỹ và châu Âu vẫn lợi dụng từng những cái chi tiết nhỏ để cáo buộc Nga. Và thưa quý vị khán giả, việc chính phủ Hà Lan từ chức có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thủ tướng mới ở Anh sau một tháng cầm quyền đã phải từ chức cũng vì lý do cuộc chiến Nga và Ukraine. Việc nước Pháp xảy ra bạo loạn cũng vì lý do từ cuộc chiến này. Nhưng dầu sao, người dân của họ cũng không phải khốn khổ so với những người di cư Ukraine. Những người dễ bị tổn thương nhất chính là phụ nữ, người già và trẻ em. Chúng ta hy vọng rằng chiến tranh Nga và Ukraine sớm kết thúc, nhưng điều đó còn quá xa vời khi mà Mỹ và châu Âu chưa từ bỏ kế hoạch nuôi dưỡng cuộc chiến này. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay Bảo Ngọc xin chia sẻ với quý vị một số thông tin nóng từ nước Hà Lan. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong các chương trình sau. Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV.